Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Video này sẽ nói về Binance Smart Chain và sự phát triển của blockchain này. Bộ sưu tập Bimibis các mô hình 3D NFT bao gồm 20.000 nhân vật được tạo trên chuỗi Binance Smart Chain. Tất cả đã được bán hết chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ. Bộ sưu tập bao gồm 9 loại nhân vật với nhiều mức độ hiếm khác nhau, bao gồm cả sự xuất hiện của CZ, CEO kiêm người sáng lập sàn Binance. Mỗi Bimibis có thể được đúc với giá 0,2 BNB, tương đương khoảng 80 đô la theo giá trị hiện tại. Dự án bao gồm một hệ thống phần thưởng cho người mua, tùy thuộc vào số lượng Bimibis mà họ đã đúc, lên đến tổng số 400 BNB được phân phối giữa những người mua. Bằng cách đúc 50 Bimibis trở lên, người dùng có thể nhận được khoản tiền hoàn lại lên đến 3% cho tất cả các Bimibis. Và đối với việc đúc 150 Bimibis, khoản tiền hoàn lại tăng lên 7%. Và phần thưởng BNB đã được phân phối cho tất cả người dùng. Nhóm phát triển Bimibis đã tuyên bố rằng họ hiện tại đang tập trung vào các giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển dự án, đó là phát hành ra thị trường, dự kiến vào ngày 16 tháng 9, nơi người dùng sẽ có thể mua, bán và lắp ráp bộ sưu tập Bimibis của họ. Bimibis cũng có kế hoạch khởi chạy việc staking, mã thông báo quản trị và cơ sở hạ tầng tương ứng trong vòng 45 ngày. Việc đặt Bimibis sẽ cung cấp cho người dùng cơ hội nhận lại mã token bằng cách đóng băng Bimibis của họ trong hợp đồng thông minh. Điều này sẽ cho phép người dùng chủ động nắm giữ Bimibis và không bán chúng trên thị trường, do đó tạo ra sự thâm hụt Bimibis và tạo ra sự khan hiếm trong tương lai. Hiện tại giá trị của một giao dịch Bimibis lớn nhất là 100.000 đô la, mang lại cho người tham gia lợi nhuận 6.000% trong một ngày. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý về Binance Smart Chain. Mới đây, tựa game Eta Metaverse lấy cảm hứng từ cuộc sống kinh tế và xã hội phong cách Hero of Might and Magic đã được xây dựng. Trò chơi cho phép khám phá và điều tra thế giới bằng cách chọn chuyên môn và tăng sức mạnh NFT và quốc gia của người chơi. 350.000 mảnh đất Hex được biểu thị dưới dạng NFT. Bằng cách sở hữu một lô đất Hex, bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại cho mỗi giao dịch bằng ETH với tư cách là chủ sở hữu đất. Trò chơi được thiết kế để tái tạo môi trường đời thực, mô phỏng các hành động mà mọi người phải thực hiện để kiếm sống. Eta được tạo ra để truyền cảm hứng cho tăng trưởng kinh tế và xã hội, điều tra thế giới mới, nâng cấp và tham gia vào thị trường NFT. Bản đồ Eta được chia theo các hình lục giác NFT. Người chơi có thể tự do lựa chọn nơi sinh sống, học tập hoặc làm việc và kiếm ETH. Eta Land NFT là quyền sở hữu tài sản hoàn toàn phi tập trung, với các NFT không thể thay thế. Được xây dựng trên chuỗi thông minh Binance với mô hình quản trị, cung cấp cho người chơi khả năng kiểm soát chính trị ở mức tối cao. Giá NFT và Metaverse kỹ thuật số Eta đang thu hút sự chú ý rất lớn và hứa hẹn gây tiếng vang trong tương lai. Bên cạnh đó, trò chơi nhập vai Overlord World trên Binance Smart Chain cũng đã đạt được thành công vang dội trong tuần qua, tăng lượng người chơi lên đến 305%. Người chơi đang đổ xô tham gia thế giới trực tuyến và thêm một số NFT của trò chơi vào ví của họ. Thành công của Overlord World đã trở nên khá quan trọng vì đi app của trò chơi hiện đứng thứ 9 trong số tất cả các trò chơi trên Binance Smart Chain. Sau sự gia tăng hoạt động, số lượng giao dịch được nền tảng chấp thuận cũng tăng hơn 230%. Ngoài ra, khối lượng giao dịch do trò chơi này tạo ra đã tăng 157%, đạt 496.000 đô la trong một tuần. Trò chơi này tự hào là một RPG tích hợp NFT đầu tiên có sẵn trên điện thoại di động. Gameplay được truy cập độc quyền thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hiện tại chưa có phiên bản dựa trên PC hoặc trình duyệt. Tuy nhiên, người chơi có thể tải xuống các thông tin cài đặt từ trang web chính thức. Binance Smart Chain viết tắt là BSC đang phát triển nhanh chóng các giao thức DeFi và NFT trên nền tảng. Dù mới ra mắt vào năm 2020, nhưng BSC được coi là đối thủ lớn nhất của Ethereum. Thậm chí các chuyên gia đánh giá nó hoàn toàn đủ khả năng chiếm ngôi thống trị của Ethereum trong thị trường DeFi và Smart Contract. BSC sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội Ethereum với giao thức Proof of Stake Authority, POSA, một giao thức đồng thuận sáng tạo ít tốn năng lượng hơn, nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Theo dữ liệu từ BSC Scan, một trang web liên kết với EtherScan, Binance Smart Chain đã chứng kiến số lượng giao dịch được xử lý hàng ngày của nó tăng vọt, cho đến khi đạt mức cao nhất khoảng 13 triệu giao dịch trong một ngày vào cuối tháng 7. Số lượng hợp đồng thông minh được xác minh hàng ngày do BSC cung cấp dường như đã đạt đỉnh vào ngày 18 tháng 5, khi có tổng cộng 3.525 hợp đồng được xác minh và sau đó đã giảm xuống còn khoảng 1.000 và 2.000 hợp đồng được xác minh mỗi ngày trong tháng 8. Trong khi đó, mạng Ethereum đã xác minh khoảng 100 và 280 hợp đồng trong cùng khoảng thời gian. Số lượng địa chỉ duy nhất được đăng ký với mạng đã bùng nổ từ khoảng 1,4 triệu vào tháng 2 năm 2021, lên hơn 91 triệu vào ngày 29 tháng 8. BSC đã được các nhà phát triển DApp lựa chọn và tin tưởng. Điều này đến từ việc các ứng dụng được xây dựng trên Ethereum có thể được chuyển sang BSC một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chính vì vậy, BSC đang giành thị phần lớn của Ethereum và hứa hẹn sẽ đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ trong tương lai. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại.
Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.